Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình chuyện cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần thì chúng ta vẫn có chương trình chuyện cuối tuần chủ yếu đề cập tới những cuộc sống ở tại Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói riêng, để cho khán thính giả ở bên ngoài nước Mỹ và kể cả ở Việt Nam, đôi khi kể cả khán giả tại Mỹ mới qua vẫn chưa hiểu được cái văn hóa cuộc sống của nước Mỹ cũng như là người Mỹ gốc Việt nói riêng. Đó là cái chủ đích của chương trình chuyện cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình chuyện cuối tuần ngày hôm nay, có lẽ có một vấn đề mà tôi gặp rất là nhiều những bạn hữu tại Houston đã nói với tôi là dấu hiệu tốt, khi mà tại vì những người bạn hữu này của tôi đa số là những người đến Mỹ từ 30 năm, ít nhất là 20 mấy 30 năm trở về trước, tức là những người đã tới Mỹ khá lâu. Và trong thời gian gần đây thì họ nói với tôi là: "Wow, Phong ơi, nhà của tôi mua bây giờ nó lên gần như gấp đôi." Tức là quý vị, một căn nhà quý vị mua ở cách đây khoảng chừng 5-7 năm thôi, 5-7 năm trước đây ở tại Texas thôi, thì có những cái khu nó có khoảng trăm mấy ngàn một căn, thì bây giờ nó lên gấp đôi, tức là khoảng 300 ngàn một căn, 200 mấy 300 ngàn một căn. Và có một số những cái khu vực mà được xem là tương đối có cuộc sống nó cao hơn, thì cái giá nhà và cái an ninh nó tốt hơn, học khu tốt hơn, thì cái giá nhà nó tăng hơn. Thì những nhà ở đây cũng đã tăng lên rất nhiều. Thì nhiều người ở Mỹ lâu năm họ có cảm giác rằng bây giờ nhà mình có lời rồi và đã có được tiền lời rồi. Tuy nhiên quý vị, hai mặt một đồng tiền. Hai mặt một đồng tiền, đừng nghĩ rằng giá nhà cao là mình mua nhà lâu năm rồi có lời. Điều này có thể sẽ khiến cho quý vị trở nên, cuộc sống của quý vị từ từ sẽ biến thể không khác gì California hay New York cả. Quý vị, tôi đã từng chứng kiến điều này. Lần đầu tiên mà tôi mua nhà ở California năm 1999, lúc đó căn nhà mà tôi mua ở ngay tại thành phố Gando, tức là sau lưng cái trung tâm y tế Mai Cù Đào đó quý vị, lúc đó tôi mua căn nhà là 289.000. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, corner lot luôn. Thì quý vị, bây giờ là 25 năm sau, thì căn nhà đó bây giờ trị giá 1.3 triệu cho tới 1.4 triệu. Nếu mà quý vị mua ở Orange County, tức là nó tăng lên gấp 5 lần, ít nhất là gấp 5, gấp 6 lần. Thì quý vị, đây là cái giá mà dân California phải trả. Tại vì có nhiều người ở California mua nhà 20 năm rồi, 30 năm rồi. Và khi mà họ thấy nhà của họ lúc mua mấy trăm ngàn một căn nhà, bây giờ lên cả triệu mấy, là họ thấy tiền lời rất là nhiều. Nhất là những người pay off căn nhà, thì tự nhiên thấy mình có cái vốn 1.3 triệu trong nhà. Thật sự quý vị, đó chỉ là cái mặt giấy tờ thôi. Nếu quý vị đụng vô thì quý vị sẽ cảm thấy quý vị sẽ phải trả giá đắt ngay. Nếu quý vị mua một căn nhà mà cách đây khoảng 20-30 năm, thì tôi lấy ví dụ đi, và ví dụ như căn nhà tôi mua đi 289.000 đi, năm 1999 khi mà tôi mua căn nhà đầu tiên đó quý vị, thì 289.000 đó tôi đóng thuế của đất của California là 1.1, bây giờ lên 1.2 rồi. Một khi bây giờ mình cứ lấy tính là 1.2 đi, thì cái tiền thuế mỗi năm không có bao nhiêu cả. 1.2 thì một năm khoảng 3-4 ngàn Mỹ Kim một năm thôi. Thì quý vị, thì chúng ta thoải mái. Nếu bây giờ chúng ta không có đụng tới căn nhà, trả pay off rồi, cái tiền thuế đó là cái mức thấp rồi. Nếu chúng ta không thay đổi gì trong căn nhà, không làm gì hết, không refinance, không gì hết, thì đương nhiên quý vị sẽ thấy rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cuộc đời nó không phải như vậy. Có nhiều người vì làm ăn hay vì con cái đi học, hoặc là có những cái chuyện bất ngờ nào đó, quý vị phải lấy tiền từ ngôi nhà ra. Tức là đem cái nhà đó, lấy tiền ngôi nhà ra, có nghĩa là quý vị đem ngôi nhà đó làm một cái collateral, một cái vật thế chấp để vay một số tiền từ ngân hàng. Thì quý vị sẽ be a problem, nhất là giai đoạn này. Giai đoạn này mà quý vị này thấy giá nhà cao quá, mình có thể lấy cái tiền ra trong nhà để mình tiêu xài theo cái kiểu của mình, hoặc là giải quyết những cái vấn nạn trước mắt của mình. Thì quý vị, giai đoạn này là quý vị thứ nhất
là cái mức thuế nó sẽ đánh theo cái giá trị mà căn nhà, giá trị đương nhiệm, tức là cái giá trị đương thời. Ví dụ bây giờ quý vị mua căn nhà, tôi nói là căn nhà 289.000, bây giờ căn nhà trị giá 1.3 triệu, thì quý vị làm thủ tục mà và vay tiền của ngân hàng dựa trên collateral này để quý vị có được cái equity line lớn và lấy ra được một số tiền, thì quý vị căn nhà sẽ được định giá lại. Và khi được định giá lại thì có nghĩa là quý vị phải đóng thuế theo cái mức mới, cái mức định giá mới, là lúc trước mình đóng có 3-4 ngàn, bây giờ căn nhà 1.3 triệu đóng tới 10 mấy ngàn tiền thuế, chỉ để vay một số tiền hoặc lấy ra một số tiền vài trăm ngàn, quý vị phải đóng thuế 10 mấy ngàn tiền thuế một năm, và quý vị sẽ đóng cái mức thuế này cho tới khi quý vị ra đi thôi. Thì quý vị, đây là hai mặt một đồng tiền, giá nhà lên tiền lời rất là nhiều, cái tiền lời trong căn nhà rất là nhiều. Tuy nhiên thì mức thuế đất ở California hay là ở Texas cũng vậy, họ sẽ định thuế theo cái giá trị căn nhà lúc quý vị mua. Và lúc quý vị refinance, lúc quý vị vay tiền lại, họ sẽ định giá căn nhà theo cái giá thị trường lúc bấy giờ. Do đó quý vị, hai mặt một đồng tiền. Những người mà không có nhu cầu lấy tiền ra thì họ sống rất là thoải mái. Nhưng mà tôi nghĩ rằng 10 người ở California thì chỉ có 1 người, 2 người là giữ được cái căn nhà đó không đụng tới cho tới bây giờ. Nếu họ mua khoảng 2-30 năm thì quý vị, họ sẽ phải đối diện với lại cái mức mức thuế mới. Do đó quý vị, tương tự như vậy ở Texas. Ở Texas nhiều năm trước đây nhà không tăng. Một căn nhà 100 mấy ngàn, 10 năm sau nó cũng ở mức đó hoặc là lên xuống chút đỉnh thôi, không có tăng nhiều. Thì cái đời sống của người dân Texas vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, thời gian mấy năm gần đây, tức là do tình trạng mà nền kinh tế ở California, ở New York, ở những nơi mà tiểu bang Blue State nó cao quá, nhiều người đã bỏ những nơi đó, tràn về những tiểu bang miền Nam mua nhà. Trong đó, nổi bật nhất là Texas và Florida. Thì quý vị, giá nhà ở đây bắt đầu tăng. Bắt đầu tăng do nhu cầu nhiều người mua quá, và bây giờ quý vị thấy là nhà không đủ để ở mà. Tuy nhiên thì nhiều người bạn tôi á, ở đây á, thì họ nói rằng nhà tôi mua lúc trước có 100 mấy ngàn, bây giờ lên tới 400-500 ngàn, lên gấp 3. Thì quý vị, cái đó chỉ là cái giá trị định giá thôi. Quý vị có tính bán căn nhà của mình hay không, để kiếm lời hay không? Và khi bán đi rồi, quý vị mua lại một căn khác, chắc gì nó được giá 100 mấy nữa? Không thể nào, tại vì giá nhà tăng đồng loạt hết. Quý vị bán nhà giá cao thì quý vị mua nhà lại cũng giá cao. Do đó, cái việc mà tăng giá nhà tôi thấy là nó không có lợi cho bất cứ ai cả. Nó không có lợi cho bất kỳ một người nào cả. Mà ngược lại, nó còn gây nguy hiểm cho mình. Tại vì mình thấy nó tăng cao, cái tự nhiên mình muốn lấy một số tiền ra, hay là công việc làm ăn, hay là lấy tiền cho con đi học gì đó. Thì quý vị, mức nhà sẽ được định giá lại. Và quý vị lãnh một món nợ với phân lời cao bây giờ. Thì quý vị, thứ nhất là quý vị sẽ phải đối diện với những thách thức mới nếu đụng tới tiền của căn nhà. Và điều thứ hai là quý vị, khi giá nhà tăng cao như vậy, có nghĩa là cái đời sống bắt đầu cao lên. Tương tự như California, đời sống bắt đầu cao lên là mọi thứ sẽ bắt đầu mắc mỏ hơn. Từ tiền xăng quý vị đổ cho tới cái thực phẩm, tất cả đều tăng giá. Quý vị thấy trong mấy năm nay là ở Texas giá nhà tăng, rồi quý vị giá xăng cũng tăng. Đó, thường thường ở Texas bây giờ là 2 đồng mấy một gallon xăng thôi, bây giờ trên 3 đồng rồi. Và nếu quý vị đổ xăng mà 93, tức là loại xăng mà super đó, bằng xăng tốt đó, là 4 đồng. 4 Mỹ Kim cho một gallon xăng. Nếu quý vị đổ xăng tốt đó, tức là không phải xăng 87 đâu, xăng 93 đó. Thì quý vị, rõ ràng là khi mà giá nhà tăng và giá năng lượng tăng, thì tất cả mọi thứ đều tăng. Và khi đều tăng thì có nghĩa là đời sống quý vị đã cao hơn rồi. Thì quý vị, nếu mà tình hình này mà ở Texas mà tiếp tục kéo dài như vậy thêm một vài năm nữa thôi, tôi nói là trong vòng 3 năm thôi, thì đời sống của Texas sẽ không khác gì với đời sống của California cả. Quý vị sẽ đối diện với tất cả chi phí tăng cao. Đây là hậu quả của hai mặt một đồng tiền. Thấy mình mua căn nhà, bây giờ quý vị mua căn nhà 10 năm trước ở Texas đi, ở ngay tại Houston đi, với cái giá khoảng 200.000 Mỹ Kim một căn đi. Thì bây giờ căn nhà đó ít nhất trị giá là 400 cho tới 600 tùy theo khu vực quý vị ở. Nếu quý vị ở khu vực ở gần khu Việt Nam, Bel Air thì có thể lên tới 300 mấy 400. Nếu quý vị ở khu của tôi
hay là cái khu mà xa hơn một chút, mà sang hơn một chút thì có thể lên tới 600, lên tới 800 cho một căn nhà. Thì quý vị, giá nhà tăng thì có nghĩa là mình cũng sẽ đối diện với, mặc dù rằng là mình nếu quý vị không đụng tới căn nhà, không lấy tiền ra, không refinance, không gì hết thì không sao. Vẫn giữ giống như tôi mua căn nhà 3 năm trước thì cái mortgage của tôi là 3.117 và tôi down 25%, thì cái giá nhà tôi vẫn trả như cũ, không có gì khác biệt, tại vì tôi không đụng gì tới căn nhà hết. Tôi không lấy tiền ra, tôi không lấy căn nhà đi thế chấp để mà tôi lấy tiền ra bất kỳ một gì hết. Thì quý vị, tôi vẫn chịu cái giá thuê, tôi vẫn chịu cái giá thuế cũ, tôi vẫn chịu cái mức phân lời thấp, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, nếu bây giờ tôi thấy ô nhà tôi bây giờ khu nhà tôi lên 1 triệu mấy, 2 triệu rồi, 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 3 rồi, bây giờ mình có thể lấy một mớ tiền ra để là làm ăn hay để làm chuyện gì, thì các vị, you be in a problem. Thì các vị, đây là hai mặt một đồng tiền. Nhiều người ở Việt Nam họ mới qua Mỹ độ khoảng chừng 10 năm, 15 năm sau này, thì các vị họ cứ theo cái suy nghĩ là ở Việt Nam là địa ốc kiếm được tiền, địa ốc kiếm được tiền, họ tràn vào, họ mua nhà rồi cái họ nghĩ là bán có lời. Nhưng mà ở Mỹ này nó khác với Việt Nam. Ở Việt Nam có thể quý vị bán có lời và quý vị có thể làm những chuyện khác. Nhưng mà ở Mỹ này quý vị, mái nhà quan trọng nhất. Người ta gọi là American Dream. Tất cả người Mỹ này nỗ lực làm việc, siêng năng, cận lực cũng chỉ có một cái, muốn có một cái mái nhà của riêng mình. Cũng muốn có một cái mái nhà riêng để có một cái chỗ ở. Thì quý vị, người ta gọi là American Dream là như vậy. Do đó, cái việc mà trả tiền nhà đối với người ta là ưu tiên hàng đầu. Có rất nhiều người bây giờ vẫn thiếu may mắn, những người sinh ra tại Mỹ bây giờ vẫn phải đi thuê nhà. Vẫn phải đi thuê nhà. Và tôi nhớ cái năm 2008 đó quý vị, lúc đó rất thê thảm. Lúc đó nhiều người mất nhà cửa. Tại vì cái cơn khủng hoảng tài chính nó xảy ra. Mất nhà cửa không nói làm gì, mất luôn tín dụng. Mất luôn tín dụng, và khi mất tín dụng rồi đó quý vị, hai vợ chồng có việc làm. Tôi nhớ là lúc mà tôi còn ở Orange County đó, thì dọc cái con sông đã cạn ở Santana đó, người ta cắm lều người ta ở. Người ta cắm lều giống như homeless, người ta ở. Mà hai vợ chồng con cái chui vào cái lều hoặc là ngủ trong chiếc xe. Lý do, hai vợ chồng làm có lương, nhưng không đủ tín dụng đi thuê nhà. Và lương cộng lại cũng không đủ đi thuê nhà. Và cuối cùng họ phải ở bên ngoài. Là do cái tình trạng mà khủng hoảng kinh tế và mất tín dụng. Ở Mỹ này mất tín dụng rất quan trọng. Tín dụng phải giữ. Nếu mà điểm tín dụng thấp, chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc sống. Sẽ bị giới hạn rất nhiều. Từ việc mà đi vay tiền mua xe, mua nhà hay mua bất cứ một món gì mà phải trả góp, là chúng ta sẽ bị phân lời cao. Nếu món nợ được chấp nhận thì cũng là phân lời cao. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị từ chối. Từ chối không cho vay nợ. Và nếu quý vị làm ăn thì còn khó khăn hơn nữa. Còn khó khăn nữa, do đó ở Mỹ này cái tín dụng nó chiếm một cái vị trí gần như là sinh mạng của mình. Nó giống như cái số social của mình, tức là cái số an sinh xã hội của mình. Thì ở Mỹ này hai cái chuyện quan trọng nhất, ba cái chuyện quan trọng nhất thì đúng hơn. Thứ nhất là cái số an sinh xã hội. Thứ hai là cái tiền nợ thuế, vấn đề đóng thuế. Và thứ ba là cái tín dụng. Đây là ba cái căn bản đời sống của người dân Hoa Kỳ. Do đó có nhiều người mới từ Việt Nam qua chưa có ý thức được cái vấn đề tín dụng là thứ nhất. Thứ hai là cứ thấy nhà có lời, bán có lời là ham. Nhưng giống như tôi nói là cái gì cũng vậy quý vị, hai mặt một đồng tiền. Nó không giống như ở bên Việt Nam, nó hoàn toàn khác hẳn. Những người tới đây từ 30 năm trước, bây giờ thấy nhà có lời, ham và cứ thấy tiền trước mắt ở trong ngân hàng. Nhưng mà quý vị, nó sẽ nguy hiểm vô cùng nếu chúng ta lấy tiền từ ngôi nhà ra. Và thứ hai là chúng ta phải chịu cái mức thuế đất, tức là cái property tax nó cao hơn so với mấy chục năm trước mình mua cái giá trị căn nhà. Chuyện này thì tôi nói thì quý vị, hồi lúc mà tôi còn ở California đó, thì lúc đó cái thành phố Garden Grove đó, họ rất là bất mãn đối với lại cái những gia đình mà làm chủ ở cái khu building ở đường Main Street. Đường Main là con đường được xem là trái tim của thành phố Garden Grove. Những người đó họ mua từng cái building mà họ mua từ 50 năm trước rồi. Quý vị, mỗi một cái building như vậy họ mua có 40.000, 50.000, 60.000 thôi. Tức là dưới 100.000 Mỹ Kim. Bây giờ giá trị của mỗi cái building đó
giá trị của mỗi cái building đó quý vị, nó lên cả 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 mấy triệu đó. Nhưng mà những gia đình đó họ pay off rồi, họ không có care. Họ mua building đó họ cho mướn mà, họ không care. Họ không lấy tiền từ ngân hàng ra, họ không vay gì hết. Bây giờ họ vẫn đóng cái mức thuế của 40-50 năm trước. Cái mức thuế đất khiến cho thành phố Garden Grove bị thất thu. Đáng lý trị giá cái building đó trên thị trường bây giờ là trị giá một ít nhất một vài triệu bạc, hay vài triệu bạc. Mà bây giờ họ đóng thuế trên cái mức họ mua 40-50 năm trước có 40-50 ngàn à. Thì thành phố Garden Grove rất là bực mình những cái gia đình mà họ mua những cái tòa building trên con đường Main đó, đối diện với Costco đó. Thì quý vị, cái này tôi nói với quý vị là những người đó họ hiểu. Mình lúc đầu mình thấy bực mình, nhưng mà thật sự quý vị, họ rất là rõ ràng trong cái vấn đề này. Do đó thì cái cách mà quý vị bảo vệ cho mình là đừng để cho cái tiền lời và những cái lời trước mắt nó làm cho mình bị mờ mắt. Bởi vì nó gây ra rất tình trạng rất là nguy hiểm. Nhất là những người mua nhà sau này đã chịu cái thuế cao rồi. Nhất quý vị thấy đó, thời gian gần đây là nhà California lên bạc triệu rồi. Thì tương tự như vậy ở Texas, mặc dù không có phải lên bạc triệu ở những cái khu bình thường, nhưng mà họ thấy rằng ô, bây giờ có mớ tiền, nhà tôi có lời rồi. Quý vị, cái nói là nhà có lời thật sự nó cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Trên danh nghĩa khi, và nó chỉ biến thành thực tế nếu quý vị bán căn nhà đó. Nhưng mà nhà quý vị lên thì nhà đó, nhà khác cũng lên. Do nên khi quý vị bán căn nhà đó, quý vị đi mua căn nhà khác, nhiều khi giá nó còn cao hơn căn nhà cũ và gánh cái nợ còn cao hơn nữa. Đó là điều thứ nhất. Là quý vị mua căn nhà đó thì cái nó đâu có giảm đâu. Và tự nhiên quý vị phải gánh thêm một cái nợ nữa. Đó là cái điều nguy hiểm cho chính cái đời sống của mình, nhất là trong cái giai đoạn bây giờ là phân lời cao. Rồi giá nhà cao luôn. Đây là cái hiện tượng nó ít xảy ra lắm, chưa bao giờ xảy ra. Thường thường ở Mỹ này cái ngành nhà cửa đó quý vị, là phân lời xuống thấp thì giá nhà lên, phân lời lên cao thì giá nhà xuống. Đó là cái thị trường bình thường của nước Mỹ này. Bây giờ chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn bất thường, là phân lời cao mà giá nhà cao luôn. Do đó quý vị, cái điều nó càng mang tới nhiều cái nguy hiểm, cái phong hiểm cho quý vị nếu mà chúng ta đụng tới tiền của ngân hàng. Trừ khi quý vị trả tiền mặt thì tôi không nói, nhưng mà trả tiền mặt rồi thì cái thuế quý vị đóng cho cái property tax của ngân hàng nó cũng cao hơn, bởi vì nó theo cái giá thị trường mà. Do đó quý vị, ở bên Cali và Texas, nếu mà Texas mà cái nhu cầu mà quý vị thấy là như vậy rồi, cái có một số những người từ nước ngoài tới định cư ở Mỹ trả giá nhà cao hơn, đẩy giá lên. Đây là bong bóng đó quý vị. Đây chính là cái bong bóng địa ốc mà chúng ta đã chứng kiến nhiều nơi rồi đó. Do đó, đừng thấy bong bóng địa ốc được thổi lên thì chúng ta mừng. Thứ nhất là mình phải đi mua nhà cái giá cao hơn. Và mình phải trả cái mức thuế cao hơn so với cái mức thuế mình đang có bây giờ. Và đang có trong quá khứ. Đây là cái điều mà tôi nói rằng là cuối cùng nếu mà cứ chạy theo kiểu này thì chừng 5-7 năm nữa thì Texas có khác gì California đâu. Đời sống cao hết. Đó, ngay cả bây giờ, hôm qua tôi ra tôi đổ xăng, mà tôi nhìn thấy cây xăng Shell đó, mà ở Texas bây giờ là 3 đồng lẻ 1 cent. 3 đồng lẻ 1 cent là nó lên cao rồi đó quý vị. Trong khi đó, đương nhiên so với California nó vẫn thấp hơn, nhưng mà đối với dân Texas giá xăng vậy là cao rồi. Tại xưa nãy người dân ở Texas trả tiền xăng 2 đồng mấy là cao lắm rồi. Có khi xuống đồng mấy, bây giờ phải lên tới 3-4 đồng. Thì quý vị, đây là cái giá, cái mặt trái của việc tăng nhà, tăng giá tiền nhà và nghĩ rằng mình có lời. Và quý vị, do đó tôi nói, nó chỉ là cái hiện thực khi quý vị bán căn nhà thôi. Còn quý vị nói tăng, quý vị có bao giờ quý vị bán đâu. Nó chỉ là nói cho vui, nhà tôi bây giờ lên giá. Nói cho vui thôi, chứ không ai bán căn nhà của mình đang ở cả. Trừ phi là quý vị có làm ăn hay trong gia đình có một cái biến cố bất ngờ nào đó ở cái thế bắt buộc phải bán thôi. Chứ không ai bán căn nhà đang ở của mình để đi mua một căn nhà khác vì căn nhà mình đang có lời. Do đó, ở bên đây cái suy nghĩ của người dân bên đây nó khác với là ở Việt Nam. Nó khác xa lắm. Do đó quý vị, nhiều người nói rằng ô, bây giờ gặp tôi là giá nhà mình tăng, bây giờ lời được bao nhiêu. Cái này tôi nghĩ là cái họa nhiều hơn là cái phước.
Mặc dù những người bạn của tôi họ mua căn nhà 30 năm trước rồi. Họ pay off rồi. Họ trả off căn nhà rồi. Tức là đời sống của họ rất là nhẹ nhàng rồi. Nhưng đừng vì cái ham hố này. Tự nhiên cuộc đời tự nhiên từ trước giờ đi làm lương một năm mấy chục ngàn. Dành dụm được mua được căn nhà, trả off xong rồi. Tự nhiên bây giờ tự nhiên mình thấy mình có một cái gia tài mấy trăm ngàn. Thì thấy rằng là ô, mình đã qua một cái level mới rồi. Quý vị, chúng ta đang chuẩn bị rước một cái họa mới vào trong người đó. Do đó thì phân tích cho quý vị thấy là cái văn hóa đời sống Mỹ nó khác. Nhất là người Mỹ, chúng ta không có chạy theo những cái thị trường. Đa số người Mỹ không có chạy theo thị trường. Mà đa số người Mỹ, họ giữ cái giá trị thật sự để cái cuộc sống nhàn nhã hơn. Chứ không chạy theo cái gọi là thị trường để rồi cuối cùng đẩy mình vào một cái cuộc sống rất nguy hiểm. Bấp bênh hơn. Tại vì người Mỹ, quý vị, họ có một cái tinh thần rất là cao. Cái tinh thần đó là phải có một cái căn cứ ổn định vững chắc. Tức là căn nhà. Căn nhà nó được xem là một cái phòng bị. Lỡ như mai này trong cuộc đời có biến cố gì, thì căn nhà nó giúp cho mình có một số tài chánh để giải quyết. Trừ khi là có biến cố thôi. Hoặc là muốn giúp cho con cái mình có cái tiền đi học đại học mà không vay của chính phủ này nọ. Thì có thể. Nhưng mà quý vị dự tính rằng căn nhà có lợi thì mình sẽ có được cái số tiền và rút ra. Thì quý vị, điều này không những là nó ảnh hưởng tới quý vị, mà sau này nó còn ảnh hưởng tới cái tín dụng của quý vị. Ví dụ, tín dụng quý vị đang được 750 điểm. Bởi vì quý vị tốt, quý vị không có nhiều nợ. Nhưng mà khi mà mình bán căn nhà của mình xong, đi vay nợ lại, thì cái điểm tín dụng có thể giảm đi. Tại tự nhiên gánh thêm một số nợ mới. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có nhiều người nghĩ rằng là bán nhà xong ôm tiền chạy qua nước khác làm ăn, nhất là chạy qua Việt Nam làm ăn, còn chết nữa. Thứ nhất, tôi không nói vấn đề làm ăn ở Việt Nam lụng bại hay không. Tôi chỉ nói là bán căn nhà ở đây hay bán một cái tài sản ở đây, quý vị có 18 tháng để mua lại một cái property khác. Nếu như không, quý vị phải đóng thuế. Thuế sale tax, thuế bán nhà. Nhiều người không hiểu được cái này. Tự nhiên vài năm sau, tự nhiên thấy mình nợ một số tiền khổng lồ của sở thuế. Là quý vị không hiểu được. Quý vị bán căn nhà, thì nếu quý vị đi mua lại một căn nhà khác để ở, thì quý vị sẽ không phải đóng thuế. Nhưng nếu quý vị bán căn nhà, gom tiền đi làm ăn hay đi làm một cái chuyện gì đó, mà không mua lại một cái property khác, quý vị phải đóng thuế. Đây là cái mà khó tránh khỏi lắm. Tôi ở California nó bắt buộc như vậy. Tôi có ông bạn, ảnh bán một cái business, một cái khu business. Thì quý vị, trong vòng 18 tháng, ảnh phải đi mua lại một cái business khác. Nếu như không, ảnh phải đóng thuế chết luôn. Thì quý vị, có những cái luật ở California nó là như vậy. Tôi chưa biết, tại vì tôi về Texas thì tôi chưa tìm hiểu cái luật thuế bán tài sản ở Texas sẽ được đánh như thế nào. Tôi chưa tìm hiểu tới. Nhưng mà Cali là như vậy. Ở Cali là quý vị phải đi mua một cái trừ khi là quý vị không có tiền thôi. Nhưng mà doesn't matter, quý vị không có tiền hay có tiền, quý vị vẫn phải đóng thuế nếu quý vị bán căn nhà. Do đó có nhiều cái mặt trái của việc mà gọi là nhà tôi đã có lời mà quý vị chưa bao giờ nghĩ tới. Những mặt trái đó rất nguy hiểm và nó có thể đẩy cuộc sống mình vào cái tình trạng bấp bênh khó khăn hơn. Thay vì lúc trước mình nhàn nhã, mình không cần lo lắng, thì bây giờ lo lắng nhiều hơn. Và từ cái lo lắng này và từ những cái tiền rút ra này, nó sẽ mang tới nhiều cái phiền phức khác trong gia đình nữa. Nhiều cái phiền phức khác mà chúng ta không có tính trước được. Khi trong tay có một số tiền lớn, từ việc mà bán ra căn nhà có lời ra, thì quý vị, đây là cái giá phải trả cho những người mà ham lời trong cái tiền nhà. Nhất là cái giai đoạn này, giai đoạn mà phân lời lên khá cao và giai đoạn mà gần như là cuộc sống đang khó khăn. Tôi nói là trừ những cái biến động bất ngờ thôi. Ở cái thế không còn chọn lựa. Còn nếu không, quý vị không nên bán căn nhà của mình đang ở vì tiền lời. Nó giúp nghĩ rằng là mình có được một số vốn lớn. Đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là có nhiều người Việt đang vướng vào vấn đề này. Không riêng gì ở California hay Texas đâu, một số tiểu bang khác nữa. Là họ vướng vào vấn đề này. Khi mà họ quyết định bán căn nhà của mình để lấy tiền lời. Thì quý vị,
phải đối diện với rất nhiều những cái hậu quả mà quý vị unexpected, tức là không dự đoán trước. Hy vọng rằng cái bài nói chuyện này để cho khán thính giả ở bên ngoài nước Mỹ cũng như là những khán giả của TNP mới tới nước Mỹ độ khoảng 5-10 năm gần đây, quý vị hiểu rõ hơn cái quy tắc sống ở nước Mỹ để tránh tình trạng đi vào vết xe đổ của nhiều người trước. Thì quý vị thấy nhiều người mất tài sản năm 1900 thập niên 90 có rất nhiều, bây giờ bán hết. Cũng vì những cái quyết định sai lầm đó mà họ không có gọi là dự tính trước được. Và lúc nào người Mỹ cũng tính tới cái chuyện mà mình về già như thế nào. Do đó rất cẩn thận trong cái bài tính trong gia đình của quý vị. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Hy vọng rằng nó sẽ giúp cho quý vị ít nhất có một cái nhìn khác ở cái xã hội Hoa Kỳ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói riêng, để quý vị hiểu rõ hơn và đừng để cho cái ham hố của mình nó gây cái họa cho mình vài năm sau đó. Và phải suy nghĩ rất cẩn thận về vấn đề mà một chút tài sản mình có trong tay. Cảm ơn tất cả mọi người và Phong sẽ gặp lại tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!